Úi giời. Mày đấy. Chó. Ôi đâu. Mày vừa vào đây. Cả tao này luôn. Úi kìa. Úi vai. Cái tốc độ mà nó chém ra quá là nhanh em ạ. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với Grisona. Và đây là một cái bộ combo mà anh em yêu cầu mình rất là nhiều luôn. Ok. Ui. Rồi, mình sẽ kết hợp với Nunchaku F-VIP. Các bạn, cái dòng này nó đã thuộc dạng mà em săn chuyên săn zom rồi. Xong rồi kết hợp với cái khả năng cận chiến của cái Nunchaku nữa thì... mình... mày bơi vào đây. Khi anh em chấm lướt nó nhanh quá. Nên là mình thấy là 2-3 cận chiến một lúc. Mình thấy cảm thấy rất là bình thường luôn ý. Chà. Ôi, anh em thấy thế nào? Mình nghĩ đây là cái bộ kết hợp và nó cực kỳ là hợp rồi. Nó phải là mạnh nhất trong những cái vũ khí gần chiếm anh em có thể kết hợp được với Nunchaku mất. Ok. À nhưng mà... ủa, tôi xong rồi, đông lắm. Ờ, nhắc mới nhớ thì cái khẩu này thì mình nghĩ là khoảng nếu mà chấm 10 trên 10 điểm đúng không? Thì cái này khoảng tầm 9 thôi. Còn nếu mà tính đến 10 trên 10 mình nghĩ là phải đến MP5. MP5 Greenrunner ấy. Đấy, cái khẩu đấy kết hợp với Nunchaku thì... nên các bạn là mình vẫn chưa thử. Mình chưa thử kết hợp giữa hai cái đấy xem như nào. Đẹp vai, nhìn này. Lấp lánh. Và anh em xem thì được quên cho mình cảm nhận nha. Clip tối ngày hôm nay thì có vẻ là hơi muộn một chút vì mình có chút việc. Nên là... không sao. Dù thế nào nữa thì mình cố gắng quẩy hết tình, nhiệt tình với anh em. Ok. Ôi, mình lên top một kiểu. Cận chiến quá, nhoàng cái là lên top luôn. Sợ vậy. Bùm. Ok. Mày để chạy đâu. Ôi, phải quả đấy mình tưởng... chém thế mà không vào đầu nữa nhỉ. Đó. Em thấy thế nào? Để con áp ca. À, máy mà để ý nhá, không là con này nó móc từ đằng sau móc ra thì là thôi xác định luôn này. Ui! Ui, nó nháy, không chết! Cái phát đầu tiên anh em thấy là mình chém trúng nó đâu, mà nó không mất máu. À, thế là cuối cùng cái phát thứ hai chém trúng thật nhưng mà để không đủ đam. Thế mới đau rồi đấy. Tiếc thế. Kiểu cái chiến nó đang vào guồng ấy, đang sướng tay rồi. Tự nhiên tạch cái là một nản hẳn luôn. Ok. Úi giời, nó còn trèo lên cản đầu con zom rồi. Ôi, bây giờ chúng nó thẩm dụ hết chuồng rồi anh em ơi. Đây, có thằng ngoài này. Cái nói chung là cái Nunchaku này nó không kén vũ khí gì cả. Anh em kết hợp với cái gì nó cũng mạnh thôi. Kể cả súng GP đấy. Bởi vì khả năng cận chiến nó nhanh và mạnh sẵn rồi. Nên là súng GP mình nghĩ nó chơi nó quá bình thường. Kiểu nó không được sốc sát thương nhanh như kiểu anh em cầm súng có tăng sát thương với zombie ấy. Thì mà mình nghĩ là các bạn anh em sở hữu được em này thôi. Thì mọi vấn đề còn lại là quay tay, anh em phải quay tay nhiệt tình vào. À đây. Huyết nó trốn. Ôi, vẫn kịp. Mày cái map mà lắm đồ nhỏ này mới sướng đấy. Ui! Mình thấy là cái khả năng chém vào đầu nó... mình mấy con đồ nhỏ là dễ chém vào đầu nhất rồi đấy. Nhưng mà hầu như là mình thấy là... Nó toàn chuyển đầu thôi. Ui giời, thằng này nó quá heo rồi. À, thằng này một sao anh em ạ. Mình phải lên giết nó mới được. À, nó xuống rồi. Từ mình... ok, máu mình đầy rồi. Mày... hai phát thủ dậm thẩm dụ má game rồi lỗi thế nhỉ, game lỗi em cào như thế cũng chết rồi. Anh em muốn mình tiếp tục kết hợp với vũ khí nào thì đừng quên comment phía bên dưới. Bây giờ chắc là mình đấu với người cũng được, nhưng mà giờ này anh em mình thấy anh em ít chơi dao quá nên là tìm phòng không thấy. Mà cái này, cái nick này là gọi là server miền Nam cơ, là khá là ít người chơi. Rồi, phải thế. Với cả là cái nữa là nhiều anh em hỏi mình làm sao để có thể chấm lướt nhanh như vậy thì anh em bấm nút Q ấy, tức là anh em đổi vũ khí nhanh ấy, bấm Q là nó tự đổi sang thôi mà. Thì nó nhanh lắm. Các bạn căng. Mày chạy này mày... đấy. Bây giờ mới thấy phát vào đầu này. Úi giời, không thoát được.
vào đây. Tôi đeo con bò lạc. Ở đâu vậy? Chúng nó thầm rui con chuồi nhiều quá anh em ạ. Đâm ra là ít xong. Rồi xong. Ok. Anh đây, sáng nữa, sáng nữa, sáng nữa. Ghê đấy. Nào ra đây. Con này nó đổi do mà không sợ. Nó đổi do rồi thì không sợ. Mình chỉ sợ là khi mà chúng nó mới hóa zom ý, anh em cứ cảm bắn cảm giác đủ đam cái là chiến cái là cứ nó đổi ấy, nó đổi đầy máu lại thì là dễ bị lừa. Nhưng mà các bạn bây giờ mình tỉnh lắm. Giờ cáo già rồi anh em ạ. Thôi, bị xịt. Đây có con xà nữ này. Ui chết luôn. Khổ này xế nhanh quá. Đã thật. Quá phê luôn này mà. Cái này thì chỉ sợ anh em không có là mà chơi thôi, còn thực sự nó mạnh thì mạnh thật. Nhưng mà cũng chia buồn với anh em là không dễ dàng sở hữu ấy. À, Krishna thì được. 9 kill. Krishna thì anh em sở vũ khí nên là chỉ cần nạp tiền khá khá một chút là ok ngay. Nhưng còn Nuchaku ấy, vấn đề là Nuchaku. Một là anh em phải đợi khi nào truy kích có thể là bán bằng cái giá nào đó ở trong cửa hàng. Mình nghĩ nếu mà cái này mà bán bằng vàng ấy, mình nghĩ khoảng tầm 5-6k vàng mà bình thường, có khi cả chục nghìn vàng ấy cũng nên đấy, thật. Vì nó quá mạnh mà. Rồi, hoặc là anh em kiểu hái miệng chờ sung, anh em hiểu cái câu đấy không? Đợi khi nào truy kích có cái nhân dịp nào đó 20 tháng 11, 27 tháng 7 cái thứ ấy. Đấy, xong rồi phát cho free 1-2 ngày chơi. Mình nghĩ như thế là ok nhất rồi. Dành cho anh em thích chơi free thì có cơ hội trải nghiệm. Úi giời, úi giời. 11 kill. Đây là mình bắn vừa bắn vừa cận chiến rồi còn được 11 kill anh em ạ. Sợ thật. Úi giời. Mình tí thôi. Con kia nó đuổi. Ai ui. Chết rồi, chú quỷ, chú quỷ, chú quỷ. Ui, đau đấy. Ui, nó lì, nó lì, nó lì. Lì. Lì, lì. À, nó chạy rồi, chạy rồi. Yếu rồi mình. Mày mày mới đuổi tao chán chê. Đuổi tao chán chê xong mày chạy. Ui, không giết được nó. Má. Em thấy hay giờ lại nhá. Rồi, nói chung là cơ bản những cái điều chúng ta cần nói là đã nói hết rồi. Một bộ combo phải nói cận chiến có thể hủy diệt zombie mới có là. Ui, thế độ to rồi. Má, đã cận chiến phê. Ôi, không sao. Mỗi lần mình làm đồ to ấy thì trong đầu mình luôn luôn một cái ý tưởng đó là hy vọng rằng chúng ta sẽ được thêm cái giải lây nhiễm nữa để cho nó bỏ công làm đồ to ấy. Ok ok, ngon. Ngon. Trời ơi, 4 thằng luôn. 5 thằng, ôi. Đấy, em thấy không, nhiều khi mình cào như thế, máu nó me, nó bay hết cả da mà kiểu nó còn không mất huyết thanh luôn ý. Ui, 5 thằng. Đây là nhiều khi game rất là lỗi luôn. Ui, đã chọi, đã chọi, đã chọi. À, quả đấy mới là nó mà liều, nó vụt mình kìa. Một cái là nằm sấp mặt. Ôi, chắc là quậy, chắc nó ván anh em ơi. Quậy như vậy là vui rồi. Ok. Có thằng nữa, có thằng nữa. Úi giời ơi. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta đã làm xong cái nhiệm vụ Krishna với Nuchaku. Anh em thấy thế nào, đừng quên comment phía bên dưới. Yeah, bye.